Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Đứa Đe. Video chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau đến với chương trình Alop của dự án Smell. Tham gia chương trình Alop hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video và các bạn kéo xuống phía dưới đây. Ta sẽ kết nối ví MetaMask chúng ta với dự án nhé. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ đến với các nhiệm vụ. Thì ở đây mình có thể là cái ngôn ngữ nó sẽ là tiếng Anh, vì vậy nên các bạn hơi khó nhìn, mình cũng đang tìm cái chỗ chuyển đổi ngôn ngữ, nhưng mà nếu không có thì các bạn đơn giản nhất thì các bạn dùng Google dịch cho dễ. Thì đây các bạn sẽ có các cái nhiệm vụ, đó là theo dõi Twitter chính thức đăng lại bài đăng được chỉ định và theo dõi Discord chính thức của chúng tôi. Sau đó thì các bạn sẽ nhận được một cái link đi giới thiệu. Đấy, bây giờ mình sẽ này. Ta mở Twitter chính thức này, đăng bài đăng chỉ định và theo dõi Discord chính thức này. Follow này. Like, ở đây mình retweet, nếu không được thì mình sẽ close tweet. Ta sẽ join vào kênh Discord của dự án này. Rồi, ở đây thì dưới này thì sẽ có một cái link tab, lan vào đây để lấy link tab này. Đây là link tab các bạn này. Đấy, join Discord thì cái này cũng dễ thôi. Chúng ta ấn vào Company, kéo lên, tick, Submit này. Đấy chưa? Rồi, bây giờ chọn vào một cái hình bất kỳ ở đây. Hình nào cũng được. Rồi, ok. Đây có phần vari, các bạn kéo dưới đây chọn nút vari này. Continue nhé. Continue tiếp. Đây là hình một cái cây, chúng ta chọn là chi đúng không ạ? Ok, rồi. Tiếp theo này. Ok, ở đây thì các bạn hiểu đơn giản là cái quyền lợi các bạn như sau. chúng ta sẽ có các mức quyền lợi. Thứ nhất là các bạn sẽ nhận được cái hộp quà 1 dành cho những người hoàn thành các nhiệm vụ liên kết, rồi các cái nhiệm vụ giới thiệu thì anh em cũng sẽ nhận được cái hộp quà nhé. Đấy. Ở đây chúng ta có phần nhận đặc quyền. Đặc quyền chính là các bạn copy link tab để chia sẻ người dùng khác, được chưa? Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ với chị Alop với dự án SmiMaker. Có thể đây là một cái dự án sản xuất NFT của Nhật Bản. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Xin chào tiếp theo.